Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Chú rể vừa cưới đã bỏ trốn, để lại cô dâu với khoản nợ 2,6 tỷ đồng. Một cô dâu số nhỏ đã mất cả chì lẫn chài, khi chồng thì không có mà tự nhiên đèo bồng khoản nợ khổng lồ lên đến khoảng 2,6 tỷ đồng. Việc chú rể biến mất ngay sau khi cưới chắc chắn đã để lại nỗi tổn thương sâu sắc cho cô dâu. Đằng này lại còn phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ là toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới thì không hiểu người phụ nữ này phải đối mặt ra sao. Một người phụ nữ tên Da, 30 tuổi ở Thái Lan, đã tổ chức đám cưới vào tháng 5 vừa qua. Được biết, hai người gặp mặt lần đầu tại một nhà hàng và người đàn ông này đã cầu hôn cô Da ngay ngày hôm sau. Khi mới quen biết, người này chém gió với cô Da mình là một người rất giàu có là một tỷ phú điều hành doanh nghiệp cho thuê máy bay ở Thái Lan và Hồng Kông. Họ đăng ký kết hôn vào tháng sau đó và gửi thiệp cưới cho bạn bè cũng như người thân. Bữa tiệc này đã được tổ chức vô cùng sang trọng tại một khách sạn lớn ở Buriram. Tất cả chi phí cho đám cưới xa xỉ này, bao gồm tiền thuê tổ chức và toàn bộ các khoản đi kèm, đã tiêu tốn 3,5 triệu bạc. Chú rể bỗng chốc bốc hơi cùng tiền hồi môn để lại cho cô dâu khoản nợ ngập đầu. Tại đám cưới, phía chú rể chỉ có 10 người bạn tham dự. Và ngay sau khi lễ cưới kết thúc, người này nói phải đi Hồng Kông rồi sau đó biến mất luôn. Anh ta không trả bất cứ hóa đơn, tiệc cưới nào và đồng thời khoản tiền hồi môn trị giá 1,6 triệu bạc, khoảng 1,2 tỷ đồng mà mẹ cho đa cho con gái cũng không cánh mà bay. Chia sẻ với tờ Bangkok Post, nhân viên tổ chức tiệc cưới cho biết đây là một tiệc cưới vô cùng lớn. Đội 20 người của chúng tôi đã phải dành liên tục 3 ngày để sắp xếp cho toàn bộ bữa tiệc nếu như cô dâu được cầu hôn chỉ sau một lần gặp mặt thì gia đình cô đa cũng chỉ được gặp mặt chú rể đúng một lần trước khi cả hai đám cưới lúc này người đàn ông đó còn nói với họ rằng anh ta đang làm cố vấn cho thủ tướng thái lan và dĩ nhiên là ai cũng bị ấn tượng bởi sơ yếu lý lịch hoành tráng đó và vì chú rể đã không thấy tâm tích cô đa tất nhiên sẽ là người phải trả toàn bộ khoản chi phí cho tiệc cưới nói trên mẹ cô đa chia sẻ rằng gia đình họ không biết làm thế nào để trả được hết số nợ khổng lồ này phía khách sạn tổ chức cho biết họ đồng ý cho cô đa thanh toán trả góp theo từng đợt tuy nhiên công ty tổ chức đám cưới lại có ý định kiện cô đa vì chưa chi trả các khoản hóa đơn cho họ nhìn đây mới thấy tầm quan trọng của việc tìm hiểu trước hôn nhân như thế nào không hiểu vì lý do gì mà cô đa lại tin tưởng vào lời nói của người mình mới gặp một lần rồi nhận lời kết hôn để rước về lạc rắc rối như thế này